Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trừ. Tập 105. Chương 1041, chẳng phải mạnh hơn à? 2. Nhưng cũng may Quy Đạo Ngọc Bàn là pháp bảo chí tôn. Sau khi tế bảo vật này lên, tạo hóa chi khí không ngừng ập tới. Bất luận thương thế của hắn nặng tới mức nào cũng có thể lập tức khỏi hẳn. Ninh Thanh công tử chỉ vừa nhận được bảo vật này, không thể khai phá được nhiều công dụng, nhưng chỉ những công dụng đã biết cũng đủ cho hắn đứng trong thế bất bại. Hứa Ứng dùng các loại pháp bảo như Ngũ Nhạc Tiên Sơn trấn áp Quy Đạo Ngọc Bàn, nhưng bị Ngọc Bàn hất văng, đành thu lại sau lưng, lơ lửng như cảnh giới. Y lắc mình đánh tới, áp sát cận chiến với Ninh Thanh công tử. Ninh Thanh công tử mất tiên cơ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị đánh gãy xương cốt, trên người không ngừng xuất hiện thêm vết thương. Càng tổn thương, hắn càng không phải đối thủ của Hứa Ứng. Răng rắc. Hứa Ứng áp sát cắt đứt cổ hắn, đầu của Ninh Thanh công tử xoay một vòng, bị đánh văng khỏi cổ, một luồng tạo hóa chi khí bay tới, không ngờ trên người hắn lại mọc ra một cái đầu. Thế còn ta thì sao? Đầu của hắn thầm nghĩ. Hắn mới nghĩ tới đây, cái đầu bay lên đã tan thành cho bụi. Ý thức của Ninh Thanh trở lại trong cái đầu mới mọc, lòng đang kinh ngạc lại thấy Hứa Ứng đánh tới. Vội vàng giơ tay ngăn cản, lại nghe phốc một tiếng, Hứa Ứng đâm tay vào người hắn, móc trái tim ra, rầm một tiếng bóp nát. Ninh Thanh công tử chỉ cảm thấy khí huyết sa sút, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã mọc ra trái tim mới. Quy Đạo Ngọc Bàn này cực kỳ ảo diệu, Hứa Ứng hủy thân thể của hắn, phá hủy khu vực hy di của hắn, phá vỡ cảnh giới của hắn. Thậm chí dùng chu tiên kiếm khí cắt đứt nguyên thần của hắn, Quy Đạo Ngọc Bàn đều có thể khôi phục. Đây là thế bất bại, có đánh thế nào cũng không chết, tương đương bất bại. Nhưng Ninh Thanh lại không thể lật ngược tình thế, vì hắn luôn luôn bị thương, không cách nào thi triển toàn lực, không thể gây uy hiếp tới Hứa Ứng, đương nhiên cũng không thể lật kèo, chỉ có thể chịu đòn. Mấu chốt hơn nữa là cho dù Quy Đạo Ngọc Bàn có thể khôi phục thân thể nguyên thần, thậm chí tái hiện lại cảnh giới. Nhưng mỗi lần bị Hứa Ứng vặn cổ, đánh gãy xương, tiêu diệt nguyên thần, đau đớn lại là thực. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã bị Hứa Ứng giết chết hơn 10 lần, trong lòng sợ hãi tới tột đỉnh, quát lớn một tiếng rồi bỏ chạy trối chết. Hứa Ứng truy sát phía sau, Ninh Thanh công tử lại chết vài chục lần, không kịp phản kích, cứ thế bị Hứa Ứng xử lý. Hứa Ứng giết hắn một lần thì cảm xúc bạo ngược lệ trong người lại nặng thêm một phần, sắc mặt càng hưng phấn, phát huy chiến lực càng mạnh. Ninh Thanh công tử cũng càng ngày càng kinh hãi. Hắn không cách nào thoát khỏi Hứa Ứng, đột nhiên thấy phía trước có vài thi quân mạnh mẽ đang bao vây chặn đánh Tế Giác Phật tử, hai mắt sáng lên, chết đạo hữu còn hơn chết bần đạo. Hắn lao tới, lướt qua bên cạnh Tế Giác Phật tử. Tế Giác Phật tử thấy Hứa Ứng lao tới không khỏi vui mừng, vội vàng nói, A Ứng thí chủ, xin giúp một tay. Tuy vô lượng kim thân của Tế Giác cường đại vô địch nhưng dù sao thi quân cũng là thi thể của tiên quân tu luyện thành thi tiên, còn có thể đánh xuyên qua pháp bảo tiên vương. Tế Giác còn chưa phải Phật Đà, tuy chịu được, nhưng bị đánh quá nhiều, ngay cả vô lượng kim thân cũng có thể hỏng. Bây giờ hắn bị đám thi quân này công kích, chỉ có nước khổ sở chống cự, Hứa Ứng cũng thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất của hắn. Hứa Ứng cười ha hả kêu lên, tiểu hòa thượng, siêu độ của ngươi đâu? Phổ chiếu của ngươi đâu? Mau tiễn bọn họ tới cực lạc tịnh thổ đi. Tế Giác thầm biết không ổn, vội vàng nói, Hứa thí chủ, ngươi lại bị nguyền rủa ảnh hưởng rồi. Ngươi cứu ta trước rồi ta có thể giúp ngươi chống lại ảnh hưởng của nguyền rủa. Bây giờ ta đang rất khỏe, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ định trấn áp ta? Hứa Ứng càng ngày càng nóng nảy, còn liên thủ với đám thi quân kia tấn công hắn. Tế Giác vốn đã đầy nguy cơ, giờ có thêm Hứa Ứng, bị đánh tới mức kim thân ảm đạm, khóe miệng rỉ máu, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, đang lúc nghĩ sắp mất mạng thì trưởng phong của một thi quân bất cẩn quệt qua Hứa Ứng. Hứa Ứng như bị nhen lửa, lập tức quay đầu lại hạ thủ với thi quân kia. Ánh mắt Tế Giác sáng lên, lập tức quay người bỏ trốn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám thi quân khác vẫn ra sức đuổi theo mình. Còn tên thi quân chiến đấu với Hứa Ứng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị đấu pháp không cần mạng của y đánh trọng thương, phát ra tiếng gào thét gọi đồng bọn. Đám thi quân kia lập tức bỏ Tế Giác lại, xoay người đánh về phía Hứa Ứng. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp tới bên cạnh Hứa Ứng thì y đã giết chết thi quân kia, nghiền xương thành tro.
Chương 1042, chẳng phải mạnh hơn à? À. Tê Giác thấy cảnh này, chấn động tới khó tả. Hứa Ứng rút khỏi vòng vây, trên người bị thương vài chục chỗ, vừa đánh vừa chạy, giao chiến với đám thi quân tới mức đất rung núi chuyển, đột nhiên thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Đám thi quân hét lớn, thần thông đánh vào hư không, nổ tung ra ngoài ngàn dặm, bầu trời đổ máu, có lẽ là vết máu do Hứa Ứng thụ thương. Đám thi quân lập tức chạy về phía đó, nhưng bọn chúng có nhanh có chậm, tên thi quân đi sau cùng đột nhiên có cảm giác, quay người vỗ thẳng về phía sau. Sát ý tuyệt thế bộc phát, đâm xuyên qua đầu thi quân kia, khiến đầu lâu hắn bị xuyên thủng, sát ý đáng sợ lập tức tiêu hủy chấp niệm bất diệt của hắn. Hứa Ứng ra chiêu thành công, lập tức bỏ chạy, ẩn nấp biến mất. Ba tên thi quân kia thấy vậy chạy đến nhưng chỉ còn thi thể đồng bọn. Hi 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 ha ha ha. Xung quanh bọn họ vang lên tiếng cười lén lút của Hứa Ứng, tam đại thi quân không biết tiếng cười kia phát ra từ đâu, đành ra tay với hư không xung quanh, đánh cho trời đất tan vỡ. Nhưng từ đầu tới cuối Hứa Ứng vẫn không bị bọn họ ép ra. Tê Giác ổn định lại khí tức, đứng tử. Xa thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, A Ứng thí chủ đã bị nguyền rủa khống chế hoàn toàn, phải làm sao bây giờ? Hắn ẩn giấu thân hình, khổ sở nghĩ đối sách. Trong doanh châu, thần thông khủng khiếp không ngừng bộc phát, dư âm của thần thông làm dấy lên gió bão khủng khiếp, thậm chí trên bầu trời có tiên đạo gây ô nhiễm, đủ mọi sắc màu, tỏa ra khí tức quỷ dị. Đó là động tĩnh do Hứa Ứng ám sát tam đại thi quân. Ninh Thanh công tử cũng ẩn nấp, khổ sở suy tư xem nên làm thế nào để đối phó Hứa Ứng. Đột nhiên đầu óc lóe lên ý tưởng, Hứa Ứng bị bạo ngược lệ khống chế, trở nên tàn bạo gian xảo, không có sơ hở gì. Nhưng nếu tăng thêm ba ngoại nguyền rủa tiêu cực hoang thương ai, hắn không còn là vô địch nữa. Nghĩ tới đây hắn lập tức thu quy đạo ngọc bàn, hiện thân khỏi chỗ nấp. Hắn lẳng lặng đi tới chỗ kín, tế quy đạo ngọc bàn lên đỉnh đầu, cẩn thận từng chút một, không dám để ngọc bàn phát ra ánh sáng, chỉ bao phủ bản thân. Nhắc tới cũng lạ, doanh châu lại trở nên yên tĩnh lạ thường, bầu trời đủ mọi màu sắc, thần thông tiên đạo gây ô nhiễm, còn có đạo âm vang vọng, khó mà lý giải được. Lúc trước Hứa Ứng và tam đại thi quân giao chiến còn gây ra động tĩnh, nhưng bây giờ chỉ còn lại đạo âm quỷ dị kia. Ninh Thanh công tử trong lòng căng thẳng, ổn định lại cảm xúc, lẳng lặng đi về phía khu đất Hứa gia. Nguyên thần tam thanh của Hứa Ứng bị ba chữ hoang ai thương ảnh hưởng, chắc chắn sẽ tới thôn trấn kia. Hắn thầm nhủ trong lòng, xử lý nguyên thần tam thanh của ngươi, nguyên rủa ba chữ hoang thương ai sẽ rơi vào người Hứa Ứng. Đột nhiên hắn biến sắc, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Chỉ thấy trên bầu trời lơ lửng một cái đầu, rõ ràng là đầu lâu của tiên quân. Một trong tam đại thi quân bị Hứa Ứng tiêu diệt, treo thủ cấp lên trời, như một đợt săn bắt, lại như thị uy, cũng giống như một loại tế lễ tà ác nào đó. Trong lòng Ninh Thanh công tử âm thầm căng thẳng, tiếp tục đi tới, lúc đến bên vách núi của một tiên sơn lại thấy một thi quân khác bị đóng đinh trên vách đá thẳng đứng. Ninh Thanh nuốt nước miếng một cái, bôi trơn cổ họng rồi tiếp tục đi về phía tiên sơn có khu đất Hứa gia. Đột nhiên thần thức cuồn cuộn như phủ kín trời đất ập xuống, xâm nhập thời không, hóa thành giọng nói của Hứa Ứng, vang vọng bên tai hắn, không cần né nữa, Ninh Thanh, Tế Giác, các ngươi không trốn được đâu. Các ngươi tưởng trốn đi là ngăn cản được đạo âm của ta hay sao? Ninh Thanh công tử biến sắc, giọng nói của Hứa Ứng ẩn chứa đạo âm, mang theo lý giải của y đối với tiên đạo. Đối với đại đạo thời cổ đại, vượt xa lý giải của hắn đối với đại đạo, khiến hắn nghe thấy đạo âm mà đại đạo trong người vặn vẹo. Đạo hạnh của Hứa Ứng quá cao, cao tới tận cấp độ tiên quang, không tỉ thí pháp lực với hắn mà trực tiếp dùng đạo hạnh nghiền ép. Đạo âm là lướt vọng lại, đại đao thái thanh của Ly Hận Thiên, đại đạo ngọc thanh của Càng Lúc Càng, đại đạo ngọc kinh của HDS, đại đạo U Minh của Minh Hải, đại đạo huyền hoàng của Huyền Hoàng Cảnh, các loại tiên đạo đạo pháp bất đồng trực tiếp vang vọng trong đầu hắn. Ninh Thanh pháp lực hỗn loạn, đạo pháp cũng hỗn loạn, đột nhiên lỗ mũi ấm áp, giơ tay lên quệt thử thấy có máu tươi tuôn ra ổ đại thương. Máu tươi kia rơi vào tay hắn lại vặn vẹo sinh trưởng như thực vật, hóa thành một gốc huyết đằng. Ta không nghe, xem ngươi làm gì được ta. Ninh Thanh đột nhiên cắn răng giơ tay chọc thủng màng nhĩ, lại chọc điếc hai tai nguyên thần, tiếp tục đi về phía khu đất Hứa gia. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1043, Côn Lôn Thần Kiều, 1.
Dọc đường hắn lại thấy cả tế giác Phật tử, chỉ thấy tế giác Phật tử cũng đâm thủng màng nhĩ, không nghe đạo âm của Hứa Ứng. Hai kẻ điếc liếc mắt nhìn nhau, lẳng lặng gật đầu, bước sóng vai nhau kiên định đi về phía khu đất Hứa gia. Nhưng lúc này đột nhiên bầu trời tràn ngập đạo quang, hiển nhiên Hứa Ứng đã biến đạo pháp của bản thân thành ánh sáng. Bọn họ thấy đạo quang là lập tức biến sắc. Hai kẻ điếc liếc mắt nhìn nhau, lập tức quyết định giơ tay che mắt mình lại, lần mò tiến tới. Cuối cùng bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào ký ức của mình phi thân lên, đi tới tiên sơn có khu đất Hứa gia. Bọn họ tay cầm gậy trúc, lần mò gậy trúc dưới đất, tay nắm tay đối phương, dắt nhau đi vào khu đất Hứa gia. Bọn họ đã cảm nhận được khí tức của ba thiên địa nguyên thần của Hứa Ứng, ai nấy mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được thiên địa nguyên thần của Hứa Ứng. Chỉ cần diệt trừ ba thiên địa nguyên thần này, và khí thế hung hãn vô địch chém, bọn họ sẽ được cứu. Đột nhiên bọn họ cảm thấy phía trước mình xuất hiện thêm một khí tức. Một khí tức hung ác tàn bạo không gì sánh được. Hai người mắt không thấy gì, chỉ cảm thấy một ma vương đứng phía trước, dưới chân là núi thây biển máu, đó là phản chiếu nội tâm của Hứa Ứng. Hai vị định đi đâu thế? Tiếng nói âm trầm của Hứa Ứng vang lên phía trước. Tê Giác và Ninh Thanh công tử trong lòng bối rối, nhưng sau bối rối lại bình tĩnh lại, thời không này hai người như có tâm linh cảm ứng. Vô tướng vô tác, Tê Giác phát động đạo âm Phật Pháp, chấn động tâm linh hung tàn của Hứa Ứng, vừa ra tay đã khiến y rối loạn. Ninh Thanh công tử lao ầm ầm tới, ôm chặt lấy Hứa Ứng. Hứa Ứng lật tay xuất trưởng vỗ lên đỉnh đầu hắn, đánh cho nửa đầu hắn nổ tung, nửa khác lún vào cổ, chìm vào ngực. Tê Giác lao tới, giơ tay nắm lấy cổ Hứa Ứng, Hứa Ứng tồn tưởng chu tiên kiếm khí, chặt đứt tay hắn. Nhưng tay khác của Tê Giác đã nắm lấy Phật châu trên cổ Hứa Ứng. Ong, Phật quang bùng lên, 108 viên Phật châu không ngừng xoay tròn. Hứa Ứng đang định xử lý hai người, đột nhiên vẻ hung ác tàn độc trong mắt dần dần tiêu tán, thần trí khôi phục thanh tỉnh. A Ứng thí chủ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Rồi, cuối cùng Tế Giác Phật tử cũng dùng Phật pháp trấn áp ảnh hưởng từ ba chữ lệ bạo ngược lên Hứa Ứng. Hứa Ứng nhớ lại hành động của mình lúc trước, trong lòng hổ thẹn không thôi, liên tục tạ lỗi với hai người. Hai người vẫn cực kỳ cảnh giác y, nhìn chằm chằm không rời. Ba người không tìm được đường rời khỏi Danh Châu, đành phải đợi bỉ ngạn kế tiếp. Danh Châu bay trong hư không, phải đợi tới bỉ ngạn kế tiếp, dòng lũ địa tử tạo thành con đường nối sang, bọn họ mới có cơ hội đi sang bỉ ngạn. Sau khi tới bỉ ngạn, muốn rời khỏi thì phải có na tiên hoặc luyện tu luyện lục bí mở động thiên, mượn cảm ứng yếu ớt tìm được động thiên đó, không khéo có thể trở về. Ngoài ra, bọn họ chỉ có thể đợi tới khi Danh Châu lại tới gần quỷ khư. Ninh Thanh công tử nói, Danh Châu là một bộ phận của tiên giới, đất rộng của nhiều, khắp nơi đều là bảo vật, đã tới đây rồi sao lại về tay không được. Ta phải tranh thủ tu luyện, tăng cường tu vi thực lực. Hứa Ứng dò hỏi, lúc ở tiên giới ngươi không có cơ hội như vậy sao? Ninh Thanh công tử nói, mỗi tấc đất trên tiên giới đều có chủ nhân, thánh địa tiên sơn trên tiên giới đều nằm trong tay cường giả. Ta là con trai của thiên tôn Thái Tuế Bộ nhưng cũng không có mấy lãnh địa, chỉ đủ cho ta tu luyện tới cảnh giới thiên tiên. Hứa Ứng còn không biết tài nguyên ở tiên giới lại căng thẳng tới vậy. Ninh Thanh công tử cố sức tụ tập tiên linh chi khí, tập trung tu luyện. Tế Giác Phật tử cũng căn dặn, ngươi ở yên đấy, không được đi đâu cả, tập trung tu luyện kiếm đạo nguyên thần của ngươi đi. Ta cũng phải tu hành một thời gian. Hứa Ứng ngoan ngoãn đáp ứng, không đi đâu khác, tập trung rèn luyện kiếm tâm, tinh luyện kiếm thuật. Trong Danh Châu tiên linh chi khí cực kỳ dồi dào, Tế Giác Phật tử cũng tranh thủ tu hành, tăng cường tu vi. Nhưng hai ngày sau, vị Phật tử này tỉnh lại đúng thời hạn, thi triển vài thần thông Phật đạo dán lên người Hứa Ứng, tiếp đó mới nhập định lần nữa. Thỉnh thoảng Ninh Thanh công tử cũng tỉnh lại, quan sát Hứa Ứng, phát hiện Hứa Ứng không có điểm lạ nào mới dám tu hành tiếp. Danh Châu không hổ là thánh địa tiên giới, tu vi của cả Tế Giác lẫn Ninh Thanh đều tiến bộ nhanh chóng. Nhất là Ninh Thanh, sau khi nhận được Đại Động Tạo Hóa Quy Nguyên Kinh, hắn tập trung tu luyện, tu vi tiến bộ mãnh liệt, lại có thêm tài nguyên của Danh Châu, tiến triển cực nhanh. Chương 1044, Côn Lôn Thần Kiều, 2. Hắn là con trai của Thiên Tôn, gia học uyên thâm ngoài tập trung tiên linh chi khí tu luyện còn đi vào lòng đất, khai thác địa phế chi khí, rèn luyện đại đạo. Tế Giác Phật tử cũng tiến bộ không chậm, chỉ có Hứa Ứng mấy ngày nay hết sức chuyên chú tu luyện kiếm đạo nguyên thần,
từ đầu tới cuối không mấy thu, kiếm tâm của y chưa thông thấu. Hứa Ứng ổn định lại cảm xúc, hít thở tiên linh chi khí của Doanh Châu, chỉ cảm thấy đầu óc thanh thản sảng khoái, một là không cách nào đột phá kiếm tâm, tu hành kiếm đạo nguyên thần, hai là Ninh Thanh công tử và Tế Giác đều đang tu luyện, mình lẻ loi nhàm chán, dứt khoát chỉnh lý lại các loại đạo pháp thần thông mà mình lĩnh ngộ được mấy năm nay. Từ khi y bước vào tổ đình tới giờ vẫn chưa có thời gian yên tĩnh ngồi xuống chỉnh lý lại sở học, lần này lại là thời cơ tốt. Lúc Thiên Ma Chí Tôn đưa y phục cho ta đã nói đạo hạnh của ta quá cao, cảnh giới khó mà chứa nổi, ý chỉ ta muốn phát huy đạo hạnh của mình thì phải đi lên con đường của mình, nhưng dễ gì tìm được con đường của mình. Hứa Ứng ổn định lại tâm thần, lĩnh ngộ chỉnh lý đại đạo Thái Thanh, Ngọc Hư, U Minh và Huyền Hoàng, trong lòng thầm nhủ, Ninh Thanh công tử nói cũng đúng, đã có xe ngựa sao phải phát minh lại bánh xe. Đứng trên vai người khác, chỉ cần đứng đủ cao là có thể dẫm kẻ khác dưới chân. Đạo tràng của những tồn tại cổ xưa như Thái Thanh, Ngọc Kinh, Ngọc Hư có ẩn chứa đạo lý của bọn họ, cũng là ta đứng trên vai họ. Y không ngừng chỉnh lý lĩnh ngộ, dần dần phát hiện ảo diệu của những đại đạo cổ xưa này, bất giác đắm chìm vào đó, cảm ngộ ảo diệu vận dụng mỗi loại đại đạo. Tế Giác Phật tử và Ninh Thanh công tử tỉnh lại mấy lần, thấy Hứa Ứng ngồi yên tại chỗ. Không biết đang lĩnh ngộ thứ gì mà thân thể không ngừng tỏa hào quang, ánh sáng và khí bốc lên, khẽ phát ra đạo âm huyền diệu. Đạo âm kia không bá đạo như đạo âm tiên đạo, không hiểu được cũng không sinh ra hiện tượng khủng khiếp gì mà rất bình thản, như không mang lực lượng gì. Nhưng Tế Giác và Ninh Thanh đều cảm nhận được bên trong đạo âm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng có suy nghĩ, chỉ cần A Ứng thí chủ không phát bệnh, thế thì đừng quấy rầy hắn. Cứ hai ngày là Tế Giác lại tỉnh một lần, bổ trung thần thông Phật môn cho Hứa Ứng, hóa giải uy lực của phong ấn sáu chữ. Thời gian từ từ trôi qua, bất chi bất giác đã qua hơn nửa năm, trên bầu trời chợt có hào quang hiện lên, đầu tiên trông như vì sao nhưng không sáng mấy. Nhưng thêm vài ngày nữa, ngôi sao kia càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng lóa mắt. Lại thêm vài ngày, thứ đó đã như trăng sáng, do dù đang là ban đêm mà bầu trời cũng không khác gì ban ngày. Đó là cái gì? Ninh Thanh công tử là con trai thiên tôn, kiến thức uyên bác, Tế Giác Phật tử cũng đi theo Phật tổ và chư Phật. Tầm mắt kiến thức đều bất phàm, nhưng luồng sáng trong hư không lại khiến bọn họ trợn tròn mắt nhìn nhau. Lại thêm vài ngày, ánh sáng càng lúc càng lớn, Ninh Thanh và Tế Giác cảm thấy nguyên thần của bản thân cũng chậm rãi tăng trưởng, lực lượng hồn phách không ngừng tiến bộ. Ninh Thanh nhìn chùm sáng khổng lồ trên bầu trời, miệng lẩm bẩm, thứ này là một luồng bất diệt linh quang khổng lồ. Tế Giác tâm thần chấn động, nhìn về phía chùm sáng trong hư không, tuyệt đối không thể như vậy được. Nhìn từ Doanh Châu lại, chùm sáng này đã cực kỳ khổng lồ, có thể thấy nguồn gốc của chùm sáng lại càng to lớn. Nó là bất diệt chân linh của ai? Ninh Thanh công tử lẩm bẩm, mỗi người đều có bất diệt chân linh, ánh sáng mà bất diệt chân linh tỏa ra chính là bất diệt linh quang. Nếu hào quang trong hư không là bất diệt chân linh tỏa ra, thế thì hắn cũng không thể tưởng tượng nổi bất diệt chân linh của ai mà khổng lồ như vậy. Cũng có thể không phải bất diệt chân linh. Tế Giác nói, ta nghe nói trong vũ trụ có sinh vật tự sinh ra bất diệt linh quang. Ninh Thanh được hắn nhắc nhở, tỉnh ngộ nói, thiên lộ kết nối thế gian với tiên giới, ta nghe nói thiên lộ chính là 9 loại sinh vật do bất diệt linh quang hình thành. Sau khi bất diệt linh quang đó bị phá vỡ sẽ hóa thành từng cọng tiên dược có lực lượng bất phàm. Hai người nhìn lên, cho dù là bất diệt linh căn trên thiên lộ cũng kém xa quầng sáng không kia. Quầng sáng này gây ra dòng lũ địa từ nguyên lực, bộc phát từ dưới lòng đất, phóng lên tận trời, cuồn cuộn kéo về phía địa điểm rực rỡ không gì sánh được kia, hình thành một cây cầu. Nơi này là Bỉ Ngạn Dũng Tuyền, Ninh Thanh công tử lẩm bẩm. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1045, Côn Lôn Thần Kiều. A. Hắn từng nghe tới lục bí nhưng không tu luyện. Hắn ra đời ở tiên giới, thành tiên tại tiên giới, có rất nhiều chuyện chưa từng trải qua. Một tòa bỉ ngạn do bất diệt linh quang hình thành, thật quá chấn động. Nhưng dọc đường phiêu lưu trên Doanh Châu, bọn họ đã gặp bỉ ngạn do Huyền Hoàng nhị khí tạo thành, bỉ ngạn do Hỗn Độn Hải tạo thành. Thế thì có thêm một bỉ ngạn do bất diệt linh quang hình thành cũng không phải không thể tưởng tượng nổi. Huống chi trong hư không thần bí này còn có một đầu lâu chí tôn lơ lửng, đây cũng là điểm kỳ quái của hư không này.
Hứa Ứng vẫn đang lĩnh ngộ, chưa hề tỉnh lại. Tê Giác và Ninh Thanh không quấy rầy y, Tê Giác dùng pháp lực nâng y lên, cùng Ninh Thanh đi vào dòng lũ, bay tới Bỉ Ngạn. Danh Châu tuy tốt nhưng bọn họ không thể ở lại Danh Châu vĩnh viễn được, nhất định phải tìm đường rời khỏi Danh Châu. Nhưng bên Chu Bỉ Ngạn Dũng Tuyền đâu đâu cũng là U Minh Tiên Hỏa, năm xưa tiên hỏa của nơi này là Hứa Ứng mượn đèn đầu của Bắc Đế nhen lửa. Còn trong lửa lại là thập nhị trọng lâu mà Hứa Ứng chế tạo, trong trọng lâu đặt tiên lô mà Hứa Ứng chế tạo, luyện hóa bất diệt linh quang hóa thành tiên dược hồn phách, tăng cường hồn phách luyện. Tê Giác và Ninh Thanh không tìm được cách nào rời khỏi, mắt thấy dòng lũ sắp cắt đứt, hai người đành đem Hứa Ứng trở lại Danh Châu. Tiếp đó lại là chuyên tâm khổ luyện không biết ngày đêm, bất chi bất giác lại vài tháng trôi qua, bọn họ lại gặp Bỉ Ngạn Ngọc Trì. Nơi đó là một luồng thiên địa nguyên khí cổ xưa không gì sánh được, tọa thành thiên địa trong hư không, như lưu ly, có người mở Bỉ Ngạn ở đó, tạo chỗ đặt chân. Tê Giác và Ninh Thanh mang Hứa Ứng đang nhập định chạy tới, trong Bỉ Ngạn này, cũng có tiên hỏa hừng hực, chính giữa là một tòa ngọc hư cung. Hai người vẫn không tìm được đường rời khỏi, đành quay trở lại. Lại thêm mấy tháng, khóe miệng Ninh Thanh đã mọc đầy râu ria, tính tình càng ngày càng nóng nảy, chỉ trời chỉ đất mắng chửi không ngừng. Tê Giác thậm chí nghi ngờ không biết hắn có bị nguyền rủa phong ấn Hứa Ứng ảnh hưởng không. Thời gian từ từ trôi qua, Hứa Ứng vẫn đang nhập định chưa tỉnh lại, Bỉ Ngạn Ngọc Kinh cũng xuất hiện trên bầu trời Danh Châu. Bọn họ đi qua Bỉ Ngạn Ngọc Kinh nhưng lại tiếp tục thất vọng, vẫn không tìm ra phương pháp hay con đường rời khỏi. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ Danh Châu nối liền với Quỷ Khư? Ninh Thanh mắng chửi nói, con mẹ nó, thế thì phải chờ tới ngày tháng năm nào. Mấu chốt nhất là con đường nối Quỷ Khư và Danh Châu xuất hiện đầu tiên, sau đó Danh Châu có di chuyển trở lại vị trí lúc đầu hay không, vẫn chưa biết được. Nếu chờ tới cuối cùng, Danh Châu không gặp lại Quỷ Khư thì sao? Ta còn phải kế thừa gia sản của cha ta, trở thành Thái Tuế Thiên Tôn, trở thành Chí Tôn. Ninh Thanh chửi mắng ầm ĩ, ta tuyệt đối không thể bị nhốt ở đây cùng một con lừa chọc một tên kinh hồng. Thế gian nói, Ninh Thanh đừng động sân niệm, phải biết ngã Phật cũng có lúc phẫn nộ. Ngươi định đánh ta? Ninh Thanh cười lạnh nói. Tê Giác lắc đầu nói, tiểu tăng từng bị nhốt trong thời không hắc ám suốt 2 năm dài đằng đẵng nhưng chưa từng có chút sân niệm nào. Nếu thí chủ còn ồn ào, đừng trách tiểu tăng đánh cho. Hai người dương cung bạt kiếm, nhưng đúng lúc này Hứa Ứng mở mắt, đột nhiên nhảy bật lên, cười ha hả nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Ninh Thanh và Tế Giác vội vàng nhìn sang phía hắn, trong lòng ai nấy nghiêm nghị. Ninh Thanh nhanh chóng tế quy đạo ngọc bàn ra bảo vệ quanh người rồi nói nhỏ, hòa thượng, ngươi có bổ sung Phật Pháp cho hắn không? Ta thấy tinh thần hắn không đúng, hình như lại dính bệnh rồi. Tế Giác nói, trước giờ không dám quên. Hứa Ứng vui mừng hớn hở, cất tiếng cười ha hả, giọng nói vang vọng trong thiên địa. Mấy hôm nay ta lĩnh ngộ Thái Thanh, Ngọc Hư, Ngọc Kinh, U Minh và Huyền Hoàng, cuối cùng cũng ngộ được pháp môn mà kiếp thứ nhất của ta đã dùng để luyện hóa hỗn độn chi khí, tạo ra hỗn độn Nê Hoàn Cung. Tê Giác quay đầu sang hỏi, lĩnh ngộ Nê Hoàn Cung gì đó là có thể rời khỏi nơi này à? Ninh Thanh lắc đầu nói, không biết. Hứa Ứng lại gieo hò một hồi, sau đó tiếp tục nhập định, nhưng lần này là tồn tưởng hỗn độn hải. Kiếp thứ nhất của y bắt đầu từ luyện hóa 5 loại lực lượng Bỉ Ngạn trước thành tiên dược, lĩnh ngộ được ảo diệu luyện hóa hỗn độn chi khí thành tiên dược. Lần này Hứa Ứng lĩnh ngộ 5 loại đại đạo Thái Thanh Ngọc Hư, cuối cùng cũng ngộ ra điểm này. Không chỉ có vậy, các loại thiên địa đại đạo Thái Thanh, Ngọc Hư mà y lấy được từ các đạo tràng còn hoàn chỉnh hơn kiếp đầu tiên, vì vậy y tồn tưởng hỗn độn hải, định mở động thiên tiên giới thứ 6. Cuối cùng Danh Châu di chuyển tới gần Bỉ Ngạn Giáng Cung. Chương 1046, Thái Hư Chi Cảnh 1. Ninh Thanh vốn là vị công tử phong độ thanh thoát, hiện giờ lại râu ria xồm xoàm, quy đạo ngọc bàn bị hắn dùng như cái đĩa. Múc nước nơi khe núi hoặc cất tiên quả, ăn xong cũng chẳng buồn lau, tiện tay tế lên đỉnh đầu. Tê Giác vẫn có thể nhịn được, thi thoảng lại đi tìm tiên thi lọt lưới, tìm thấy cũng không nỡ độ hóa ngay mà nhất định phải giảng giải một chút Phật Pháp, sau đó mới siêu độ đối phương. Ninh Thanh công tử nhìn Hứa Ứng nhưng lại nói với Tế Giác, năm xưa hắn có thể tới đây, chắc chắn sẽ có cách rời khỏi. Ta nghe nói gõ mạnh vào đầu người mất trí nhớ, không khéo sẽ nhớ được quá khứ. Tê Giác nháy mắt mấy cái, cực kỳ động tâm. Hai người đang định ra tay, đột nhiên sau lưng Hứa Ứng một luồng hỗn độn chi khí tuôn trào, xoay tròn,
tòa động thiên thứ 6 chậm rãi hình thành. Hứa Ứng từ từ mở mắt, trong mắt như có hỗn độn chi khí sao động, nhưng nhanh chóng biến mất. Bây giờ tu vi của ta tiến bộ rất nhanh, cuối cùng cũng có thể vận dụng nguyên thần. Tế Giác đạo hữu, ngươi có thể mở Phật pháp trên người ta rồi. Hứa Ứng mỉm cười nói, chúng ta cảm giác rất tốt, đủ để đối phó với phong ấn 6 chữ của đế quân. Tế Giác nghe vậy vội vàng ra chỉ thêm mấy luồng Phật pháp, bấy giờ mới yên tâm. Hứa Ứng lập tức tỉnh táo hơn nhiều, cảm ơn Tế Giác nói, đã mở động thiên thứ 6, trước mặt ta đã bằng phẳng. Đạt tới nguyên thần không còn vấn đề gì. Tế Giác dò hỏi, ngươi có cách nào rời khỏi Doanh Châu không? Hứa Ứng cười nói, đương nhiên ta có cách. Ta có một vị hảo hữu tên Thẩm Lạc, là võ đạo đại đế, thân thể dùng võ nhập đạo, đã là tuyệt đỉnh trên thế gian. Hắn mở bỉ ngạn võ đạo, chắc tòa bỉ ngạn võ đạo này ở trong hư không, chỉ cần tìm được bỉ ngạn võ đạo là có thể rời khỏi nơi này. Ninh Thanh và Tế Giác vui mừng. Mấy ngày sau mọi người không ngừng nhìn quanh, chỉ thấy Giáng Cung càng ngày càng gần, nhưng mãi vẫn không thấy bỉ ngạn mới. Sau khi Giáng Cung qua đi, lại thêm 7-8 tháng vẫn không tìm thấy bỉ ngạn võ đạo. Hứa Ứng cũng dần dần nóng nảy, cho dù Tế Giác ra chỉ thêm mấy thần thông Phật môn cho hắn cũng không thể khiến hắn ổn định lại. Đột nhiên bọn họ thấy trong hư không có một luồng hào quang nhẹ nhàng lướt qua Doanh Châu. Hứa Ứng ngây người, nhìn chừng chừng vào luồng sáng kia, trong hào quang là một khu vực thần bí, cách quá xa không thể thấy rõ. Tòa bỉ ngạn thứ 7, không đúng, là bỉ ngạn thứ 8, chẳng qua là bỉ ngạn chưa mở. Lại thêm mấy ngày, Hứa Ứng kinh ngạc chứng kiến bỉ ngạn thứ 9, đó là một dòng sông vô định bồng bềnh trong hư không thần bí. Dòng sông vô định này không có chỗ đặt chân, cũng là bỉ ngạn chưa mở. Sao lại như vậy được? Hứa Ứng lẩm bẩm. Đúng lúc này, một luồng sáng le lói lọt vào mi mắt. Hứa Ứng nhìn thẳng vào luồng hào quang lơ lửng trong hư không, miệng lẩm bẩm, thần kiều. Là thần kiều. Thần kiều trên Côn Lôn Sơn bị chặt đứt. Ở đây, trên Côn Lôn Sơn cũng có thần kiều, kết nối với Ngọc Kinh, nhưng tòa thần kiều kia đã đứt đoạn, một nửa thần kiều biến mất không còn tăm hơi. Thần kiều đứt đoạn, luyện khí sĩ không cách nào tiến vào Ngọc Kinh. Người của Hứa gia thủ hộ Côn Lôn Ngọc Hư Phong, tu luyện bí pháp trường sinh, có thể dùng bí pháp này kết nối thần kiều và Ngọc Kinh. Loại bí pháp này chính là thân thể lục bí, gọi là Na Pháp. Na Pháp là pháp môn mở bí tàng trong thân thể, nối thẳng tới bỉ ngạn. Sao Côn Lôn thần kiều lại xuất hiện trong bỉ ngạn ở hư không? Chẳng lẽ thần kiều vốn ở bỉ ngạn? Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới một điều, đó là lúc mình đạp lên thần kiều, xung quanh đều là hư không, cảnh tượng hoàn toàn khác với lúc ở trên Côn Lôn, như tiến vào không gian tầng cấp cao hơn. Nếu tiến vào Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung sẽ thấy cảnh vạn giới bồng bềnh trên biển, vũ trụ hồng hoang đều trong tầm mắt. Vậy có phải là, thật ra thần kiều Ngọc Kinh, thậm chí Côn Lôn cảnh vẫn luôn nằm trong bỉ ngạn hư không thần bí này không? Vì sao thần kiều lại đứt? Hứa Ứng không hiểu gì cả, thời điểm thần kiều đứt chắc là trước khi Hứa ra tới ở tại Côn Lôn. Sau khi thần kiều đứt đoạn thì lục bí mới được mở. Ban đầu mục đích mở lục đại bỉ ngạn chính là để kết nối Côn Lôn thần kiều với Côn Lôn Ngọc Kinh. Sau này người sáng tạo Na Pháp mới phát hiện lục đại bỉ ngạn có thể chuyển hóa thành pháp môn trường sinh, cho dù không luyện khí cũng có thể trường sinh. Thế nên Na Pháp mới được lưu truyền tới này, còn Hứa gia cũng do đó trở thành người phụ trách kết nối thần kiều và Ngọc Kinh trên Côn Lôn Ngọc Hư Phong. Cho nên người sáng tạo ra tổ pháp lục bí chắc chắn có liên quan tới tổ tiên Hứa gia. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1047, Thái Hư Chi Cảnh 2. Hứa Ứng thầm nghĩ, loại tổ pháp lục bí ra còn có người mở lục đại bỉ ngạn, không khéo cũng liên quan tới tổ tiên Hứa gia. Nhưng không biết vị sư tổ này có phải người Hứa gia hay không, hay có thân phận khác. E là kiếp đầu của y cũng chưa chắc đã biết bí mật này. Người duy nhất có thể biết được chỉ có phụ thân, nhưng phụ thân đi đâu rồi? Hứa Ứng nhìn mảnh vỡ thần kiều trên thiên ngoại, thần kiều di chuyển rất nhanh, không bao lâu sau đã biến mất không còn tăm hơi, khiến y không kịp thử thu hồi thần kiều. Thần kiều thật ra chỉ là một luồng sáng hữu hình vô chất, không phải thực thể, có thể đứng lên đó, ổn định trong hư không, có chỗ dựa vào, không bị hư không cuốn đi. Doanh Châu tự thành một giới, muốn bay khỏi tiểu tiên giới này cần có pháp lực lớn lao, tu vi hiện tại của Hứa Ứng chưa chắc đã làm được.
Cái gọi là màng bọc thế giới là thứ trông như hữu hình thực chất vô hình, do một khối khí tạo thành, bay tới gần màng bọc sẽ gặp lực cản cường đại. Tu vi càng mạnh thì lực cản càng lớn. Lúc trước, Hứa Ứng có thể rời khỏi Doanh Châu tiến tới Bỉ Ngạn là vì dòng lũ địa tử mở vách ngăn hàng rào thế giới, nhưng thần kiều không có sức nặng, đương nhiên địa tử nguyên lực cũng không mạnh như vậy. Hơn nữa cho dù y có thể lao ra ngoài Doanh Châu, bên ngoài đâu đâu cũng là bão táp hư không khuấy động, không chỗ nào mượn lực, rất dễ mất phương hướng. Hơn nữa Doanh Châu luôn di chuyển, không đuổi kịp Doanh Châu thì chỉ có nước lơ lửng trong hư không cho tới lúc chết. Trên Côn Lôn có thần kiều bay trong hư không, thế có phải năm xưa Côn Lôn Thần Sơn cũng là một bộ phận của hư không này? Nếu đúng vậy, thế có phải chúng ta còn thấy cả Côn Lôn? Hứa Ứng nhìn quanh hư không, nhưng hư không này quá rộng lớn, y nhìn một hồi lâu cũng không thấy Côn Lôn. Đột nhiên một chiếc thuyền lầu đi ngược hướng tới, quy mô cực lớn, dài mấy trăm dặm, lướt sát qua Doanh Châu. Thậm chí con thuyền này còn lái vào khí quyển của Doanh Châu, lướt qua cực nhanh trên bầu trời. Hứa Ứng, Ninh Thanh và Tế Giác ai nấy thi triển thần thông, ra sức đuổi theo con thuyền, nhưng tốc độ của con thuyền càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu sau đã bỏ xa bọn họ. View, chiếc thuyền lâu kia đụng vào màng bọc thế giới Doanh Châu, biến mất trong hư không. Ba người cực kỳ thất vọng, chiếc thuyền lâu này không có người. Ninh Thanh nghi hoặc nói, đây là con thuyền do ai chế tạo? Trên thuyền còn có dấu vết chiến đấu, ai đã đại chiến ở đây? Bọn họ vừa dứt lời, đột nhiên một cảnh tượng còn kinh khủng hơn lại xuất hiện, đó là một mảnh đại lục thần bí lơ lửng trong hư không, cổ xưa không gì sánh được, đánh thẳng về phía Doanh Châu. Hai tòa đại lục lướt sát qua, thậm chí dãy núi của đại lục kia cắm vào bầu trời Doanh Châu, từng ngọn núi như trụ trời cắt qua bầu trời xanh thẳm, trượt thẳng đi. Đại lục kia còn mang theo một vầng thái dương đã lụi tàn, biến thành một quả cầu không phát sáng, tiến vào bầu trời Doanh Châu. Vầng mặt trời lụi tàn kia tỏa ra địa từ nguyên lực, khiến tiên sơn trên bầu trời bay tứ tung. Hứa Ứng, Ninh Thanh và Thế Gian ai nấy ổn định thân hình, đột nhiên dị đạo ầm ầm đánh tới, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến đạo pháp của bọn họ mất hiệu lực. Ba người bị địa từ nguyên lực của vầng mặt trời kia ảnh hưởng, bay vèo vèo về phía thái dương. Cùng quay cuồng với bọn họ là tòa tiên sơn, mọi người va đập lung tung trong núi. Hứa Ứng dốc hết toàn lực ôm lấy một rễ cây, Ninh Thanh ôm chân y, Tế Giác ôm eo Ninh Thanh. Chỉ thấy một tòa tiên sơn bị vầng thái dương lụi tàn bắt được, tiên sơn nện lên thái dương, hóa thành bột phấn. Ba người trong lòng run rẩy, cũng may đại lục xa lạ kia đã tách khỏi Doanh Châu, vầng thái dương lụi tàn cũng bay khỏi khí quyển Doanh Châu, theo đại lục xa lạ kia đi xa. Ba người lập tức cảm thấy tu vi khôi phục, đạo pháp lại có lực lượng, ai nấy buông tay, nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ thế giới dị vực kia là di tích thời cổ đại? Ninh Thanh lẩm bẩm. Hứa Ứng lắc đầu nói, pháp, tắc đại đạo của nó không phải đại đạo thời cổ đại. Ninh Thanh kinh ngạc nhìn y. Ngoài tu luyện tiên đạo ra, trình độ đại đạo thời cổ đại của Hứa Ứng cũng không tệ, thậm chí rất cao thâm, có phải đại đạo thời cổ đại hay không, y nhìn cái là biết. Ngoài tiên giới thời cổ đại ra còn có thiên địa đại đạo càng xa xôi hơn à? Hứa Ứng không khỏi nhớ tới cặp sừng chín quẹo 18 rẽ trong Minh Hải. Còn một vấn đề quan trọng hơn quấy nhiễu y, đó là đạo pháp của tổ đình và tiên giới có thật là đạo pháp hay không? Nếu phải, vì sao lại bị thiên địa đại đạo của dị vực ảnh hưởng? Chương 1048, Thái Hư Chi Cảnh, A. Nếu không phải, thế thì cái gì mới thật là đạo pháp? Trong thời gian dài Hứa Ứng luôn chuyên cần học tập, hết thần thông tiên đạo, giải mã phù văn tiên đạo, lại thăm dò thiên địa đại đạo thời cổ đại. Nhưng đây là lần đầu tiên y cảm thấy hoài nghi đạo pháp mà mình học được. Đúng lúc này trên thiên ngoại lại có cảnh tượng kỳ dị khác, đó là từng quan tài đá đen kịt lẳng lặng bồng bềnh trong hư không. Trên đó có đồ đằng cổ xưa, thi thoảng đồ đằng sáng tối chập chờn, lộ rõ vẻ bất phàm. Quan tài đá đen cao cỡ ngàn trượng, san sát nhau như rừng. Doanh Châu chạy qua khu rừng quan tài, tiên đạo của Doanh Châu cũng hóa thành tĩnh lặng, không chút phản ứng. Hứa Ứng, Ninh Thanh và Tế Giác ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói một lời. Số lượng quan tài đen nhiều tới mức khó mà tin được, tốc độ của Doanh Châu cực nhanh nhưng chạy trong hư không cả nửa ngày vẫn không rời khỏi khu vực này. Hứa Ứng ánh mắt sáng lên, chỉ một quan tài đen lướt qua, các ngươi nhìn kìa, có quan tài mở ra, liệu có thứ gì từ trong đó chui ra không? Ninh Thanh giọng nói the thé, run rẩy, ngươi đừng nói nữa.
Hứa Ứng cười nói, cho dù thứ bên trong chạy ra, chúng ta cũng có tế giác sư huynh mà. Lúc này bọn họ lại thấy trên quan tài đen có sinh vật hình người đang ngồi nửa người, hai tay bám lấy quan tài đen, quanh người là khí đen như ngọn lửa, dáng vẻ dữ tợn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, sinh vật hình người đó đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Danh Châu bay khỏi rừng quan tài, đám người Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, đạo pháp trên người lại khôi phục bình thường. Dọc con đường này bọn họ lại vài lần chứng kiến các tồn tại quái dị, thậm chí còn có pháp bảo bay qua bên cạnh Danh Châu, gây ra chiều cường địa tử. Pháp bảo kia là một món bảo vật chí tôn, nhưng uy lực thật quá mạnh, khiến bọn họ có cảm giác áp bách hơn hẳn Quy Đạo Ngọc Bàn, không biết vị chí tôn nào lưu lại. Bảo vật như vậy mà lẻ loi trơ trọi trôi dạt trong hư không cổ xưa thần bí này. Nếu thế nhân biết nơi này có một món bảo vật chí tôn vô chủ, không biết sẽ điên cuồng đến mức nào, Ninh Thanh công tử lẩm bẩm. Đột nhiên lại có một tòa Bỉ Ngạn lọt vào tầm mắt bọn họ, như bướm trắng giữa hư không, tỏa hào quang như bươm bướm, cực kỳ bắt mắt. Giữa hai luồng hào quang cánh bướm là một đạo đài nho nhỏ, đó là nơi mở Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nhìn từ xa lại, đột nhiên thần sắc kích động hẳn lên, là Bỉ Ngạn võ đạo. Là Bỉ Ngạn võ đạo. Ninh Thanh và Tế Giác cũng kích động không thôi, phi thân tới, hiện ra nguyên thần vạn trượng, vẫy tay với Bỉ Ngạn võ đạo. Này, có ai ở đây không? Bọn họ dùng thần thức hò hét, thần thức xuyên qua màng ngăn thế giới Danh Châu, truyền tới Bỉ Ngạn võ đạo. Hứa Ứng cũng phi thân tới, hiện ra nguyên thần trượng sáu của mình, kích động vẫy tay. Thẩm Lạc, Võ Thiên Tôn, Địch Võ Tiên, các ngươi có ở đó không? Tuy nguyên thần của y nhỏ nhưng thần thức mạnh hơn, còn cường đại hơn Ninh Thanh hay Tế Giác nhiều, thần thức cuồn cuộn kéo dài vào hư không, vươn thẳng tới Bỉ Ngạn võ đạo. Trên Bỉ Ngạn võ đạo không chỉ có võ đế áo vải Thẩm Lạc mà đám người Võ Thiên Tôn lưng cõng ngũ sắc tiên sơn và Địch Võ Tiên cũng đang ở đó. Mọi người đang khổ tu võ đạo, rèn luyện khí lực, tăng cường bản lĩnh. Đột nhiên Thẩm Lạc nghiêng đầu như nghe loáng thoáng tiếng kêu, trong lòng kinh ngạc nói, các ngươi có nghe thấy gì không? Đám người dồn dập ngẩng đầu, Thẩm Lạc lại nghiêng tai lắng nghe, tiếng hô yếu ớt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe thấy. Hắn lắc đầu nói, hư không bên ngoài Bỉ Ngạn có quá nhiều chuyện lạ, lúc tu hành tuyệt đối không được phớt lờ, đề phòng có ngoại ma tập kích, quấy nhiễu đạo tâm của chúng ta. Rõ, đám người hô to rung trời. Địch Võ Tiên nói, Tiểu Thiên Tôn đưa tin tới, Tổ Đình sắp bổ thiên, mời Võ Đế, Thiên Tôn tới tham dự bổ thiên. Thẩm Lạc kinh ngạc nói, Hứa Sư Huynh đã sắp bổ thiên rồi. Hắn cũng là người sáng tạo ra Bỉ Ngạn võ đạo, đã đưa lời mời nhiệt tình như vậy, chúng ta nhất định phải đi. Hắn rời khỏi hư không, dẫn đám người ra khỏi Bỉ Ngạn võ đạo, trở về thế giới Thái Sơ. Tới giờ trình độ võ đạo của Địch Võ Tiên đã theo sát Võ Thiên Tôn, nói, ta nghe nói có ba vị khách quý tới từ Danh Châu. Ba vị khách này chỉ mất có 2 năm đã giúp Tiểu Thiên Tôn và Trúc Thiên Công chế tạo thần khí bổ thiên. Ba vị khách quý tới từ Danh Châu. Thẩm Lạc kinh ngạc không thôi, sau khi mở ra Bỉ Ngạn hoàn chỉnh hắn đã vượt qua thiên kiếp trở thành tiên nhân chân chính. Nhưng không phi thăng mà ở lại làm tiên nhân dưới trần gian, tiếp tục tu luyện tại Bỉ Ngạn. Tu vi của hắn dần dần thâm sâu khó lường. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1049, Ma Tính Trời Sinh, 1. Hắn quay đầu lại nhìn Bỉ Ngạn võ đạo, trầm ngâm trong chốc lát rồi đóng Động Thiên võ đạo. Trong Danh Châu, Hứa Ứng, Ninh Thanh, Tế Giác hô tới rách cả cuống họng mà không ai đáp, cả ba dần dần tuyệt vọng. Chắc chắn còn cách khác rời khỏi Danh Châu. Hứa Ứng lẩm bẩm, chắc chắn còn cách khác. Ta gian xảo cỡ nào, chắc chắn sẽ để lại đường lui. À đúng rồi, sao không thấy Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân? Y đột nhiên tỉnh ngộ, sau khi Kim Hà Kiếm Quân đi khỏi chưa từng gặp lại hắn, cũng không thấy Bình Nam Thiên Quân thực lực siêu quần. Bọn họ đi theo đường nào? Hứa Ứng nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy bầu trời nơi này lưu lại không ít tiên đạo ô nhiễm, có cái là lúc y truy sát Ninh Thanh, Tế Giác lưu lại, có cái là do Tế Giác siêu độ tiên thi. Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân là đối thủ một mất một còn, thực lực của bọn họ vượt xa chúng ta, nếu giao chiến chắc chắn sẽ lưu lại tiên đạo ô nhiễm nghiêm trọng hơn nữa. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, gọi Ninh Thanh và Tế Giác tới tìm kiếm xung quanh,
sau hơn 10 ngày mới thấy dấu vết ô nhiễm từ thần thông của Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân. Hai đại cường giả gây ô nhiễm dọc theo mặt biển, tới đúng chỗ đứt của mặt biển là ngưng bặt. Mặt cắt của Hải Dương có lẽ là đường rời khỏi nơi này. Hứa Ứng nói, cũng có thể là con đường chết. Ninh Thanh nói, cho dù là thế nào chúng ta cũng phải đánh cược một phen. Hứa Ứng nhìn sang Tế Giác gật nhẹ đầu. Hứa Ứng nhảy vào trong biển chải đầu rửa mặt một chút, chỉnh sửa vạt áo. Tế Giác đốt hương tắm rửa. Ninh Thanh cũng cạo râu ria, rửa sạch quy đạo ngọc bàn. Ba người trẻ tuổi nhẹ nhàng thanh thoát cùng đi vào mặt cắt của Hải Dương. Ngay khoảnh khắc sau, thiên địa đột nhiên biến đổi, một bia đá khổng lồ lọt vào tầm mắt bọn họ. Giới bia của Thiên Hải Địa Tiên Giới. Ba người nhìn giới bia, đọc từng chữ một. Ai dựng cái bia đá này, định lừa người khác à? Ninh Thanh công tử cười ha hả nói, rõ ràng nơi này là thần bí hải kết nối chư thiên vạn giới. Lấy đâu ra Thiên Hải Địa Tiên Giới? Hắn cực kỳ phấn chấn, lần này lấy được quy đạo ngọc bàn, lại tu luyện được đại động tạo hóa quy nguyên kinh, tiền đồ như gấm vóc, giờ rời khỏi danh châu cũng đã tới lúc lên như diều gặp gió. Tê Giác suy tư nói, thần bí hải kết nối với chư thiên vạn giới, sao lại nối cả danh châu? Chẳng phải danh châu bị cắt khỏi tiên giới à? Kết nối với danh châu chẳng phải cũng là kết nối với tiên giới? Ninh Thanh công tử ngớ người. Hứa Ứng lẩm bẩm, nói cách khác tiên giới và chư thiên vạn giới vốn là một thể. Có lẽ tiên giới chính là một phần của đại tiên giới. Ninh Thanh công tử há hốc miệng, định phản bác lại nhưng không tìm được lời nào phản bác. Hứa Ứng lại nghĩ tới chuyện khác, lúc trước mình và bọn quy đạo ngọc bàn, ngoan thất đến vùng biển thần bí tìm kiếm bồng lai tiên sơn. Xuyên qua tầng tầng bọt nước, đi tới từng thế giới, trong đó có một thế giới là Nam Thiên Môn. Các tiên nhân trấn thủ Nam Thiên Môn thấy bọn họ là dồn dập xuất thủ, định bắt lấy họ. Nói cách khác có một con đường từ chư thiên vạn giới lẻn vào tiên giới, con đường này nằm trong thiên hải. Tế Giác Phật tử đi vòng quanh bia đá, kinh ngạc nói, các ngươi tới đây, sau bia đá còn có chữ. Hứa Ứng đi vòng qua, chỉ thấy phía sau bia đá có bốn chữ lớn. Thái hư chi cảnh. Ninh Thanh công tử ngơ ngác, hiển nhiên, không ngờ tới chuyện tiên giới và chư thiên vạn giới vốn là một thể. Điều này khiến hắn quá chấn động, trong lúc nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Hắn sinh ra ở tiên giới, cũng thành tiên tại tiên giới, vốn cho rằng bản thân cao quý, luôn coi thường các tiên nhân quê mùa từ hạ giới phi thăng lên, tự thấy tiên giới cao hơn chư thiên vạn giới một cấp. Lũ người hạ giới khổ sở vạn phận, hao hết tâm trí sức lực độ kiếp phi thăng, mạo hiểm tính mạng. Chỉ mong chui lên tiên giới thành tiên nhân, trong mắt thổ dân tiên giới như Ninh Thanh công tử, là tiên giới ban ân cho bọn họ. Bây giờ tấm bia đá này xuất hiện, nói cho hắn biết tiên giới tuyệt đối không phải cao cấp gì. Tiên giới và chư thiên vạn giới vốn là một thể, tiên nhân cũng chẳng có gì hơn người, thổ dân tiên giới càng không ghê gớm. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần chấn động, có cảm giác như thiên địa sắp sụp đổ. Hứa Ứng nhìn về phía trước, hạ giọng nói, thái hư chi cảnh, chẳng lẽ là hư không quỷ dị chứa quỷ khư? Trong hư không đó có chứa nhiều bỉ ngạn, còn có cả quỷ khư, rốt cuộc nó có lai lịch ra sao? Vì sao lại có những thứ này? Huyền Hoàng Nhị Khí, Hỗn Độn Chi Hải, Bất Diệt Linh Quang, đây đều là khu vực đặc biệt trong Thái Hư Chi Cảnh. Chương 1050, Ma Tính Trời Sinh, 2. Trong hư không thần bí này còn có thuyền lầu, đại lục còn xa xưa hơn thời cổ đại, thậm chí còn có vô số quan tài đá đen. Hứa Ứng chưa đi hết một vòng trong Thái Hư Chi Cảnh, không biết rốt cuộc hư không thần bí này lớn tới mức nào, ẩn giấu bao nhiêu thứ ly kỳ cổ quái. Nếu muốn trở lại Thái Hư Chi Cảnh, cứ đi thẳng vào vùng biển bị cắt đứt cạnh giới bia này là có thể đến Doanh Châu. Nghĩ tới đây, y bèn đi về phía phần biển bị cắt đứt, bước qua khúc cắt. Không gian trước mắt cho đảo nhưng không xuất hiện tại Doanh Châu mà đi tới một vùng biển xa lạ, phía xa có bờ biển lạ lẫm, đang có thuyền đánh cá bắt cá gần đó. Người đánh cá thấy Hứa Ứng, sắc mặt kinh ngạc, la lên thất thanh, có người sống đi ra từ thiên hải. Hứa Ứng quay về, trở lại trước giới bia. Y thử nghiệm liên tục, phát hiện đã không thể trở lại Doanh Châu. Chẳng lẽ muốn vào Doanh Châu chỉ có con đường đi qua quỷ khư? Hứa Ứng lắc đầu, nếu chỉ có con đường đi qua quỷ khư, thế thì không biết phải đợi tới khi nào mới có dòng lũ địa từ nguyên lực nối quỷ khư với Doanh Châu. Chỉ khi đó mới có thể tiến vào Doanh Châu. Không đúng, chắc chắn ta có để lại phương thức khác đi vào Doanh Châu. Hứa Ứng thoáng do dự,
không dừng lại ở cột mốc biên giới địa tiên giới này, lại đi vào vùng biển đứt đoạn, thân hình biến mất. Có thể nói Doanh Châu là cứ điểm cuối cùng của ta, nếu tương lai thất bại vẫn còn Doanh Châu để đến. Trước khi ta khôi phục thực lực kiếp đầu, tốt nhất đừng nhớ lại biện pháp tiến vào Doanh Châu, y thầm nhủ trong lòng. Tế Giác Phật Tử thấy y biến mất, vội vàng kéo Ninh Thanh công tử đang đờ đẫn, nhanh chóng đuổi theo. Người đánh cá trên thuyền thấy lại có thêm hai người xuất hiện ngoài biển, kinh hãi không thôi, đưa mắt nhìn bọn họ đi về phía bờ biển, miệng lẩm bẩm. Vùng thiên hải kia đã nuốt chửng không biết bao nhiêu người, chưa bao giờ có ai sống sót ra khỏi nơi đó, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ba người sống. Ba người Hứa Ứng đi vào lục địa, bay lên không trung, không bao lâu sau đã tìm được một luyện khí sĩ, hỏi thăm mới biết nơi này là thế giới Kính Hồ. Tuy thế giới Kính Hồ không phải thế giới lớn, nhưng truyền thừa kéo dài vài vạn năm, có nhiều môn phái tiên gia, cũng khá hưng thịnh. Các ngươi tới thế giới Kính Hồ chúng ta độ kiếp. Luyện khí sĩ kia quan sát ba người, chỉ thấy Hứa Ứng thiếu niên ngây thơ, Tế Giác mặt mày thanh tú, Ninh Thanh trông như thằng ngốc. Hắn không khỏi cười lạnh nói, các ngươi nên bỏ ý định đó đi, mau mau trở về. Xuất phi thăng là của thế giới Kính Hồ chúng ta, các ngươi đừng hòng nhúng chàm. Hứa Ứng kinh ngạc dò hỏi, bằng hữu, xuất phi thăng mà ngươi nói là sao? Luyện khí sĩ kia thấy thần sắc hắn không giống nói dối, bèn nói, các ngươi tới đây không phải để độ kiếp, cướp đoạt xuất phi thăng. Ta còn tưởng các ngươi là người của thế giới khác tới thế giới Kính Hồ ta cướp xuất phi thăng chứ. Các ngươi không biết rồi, thiên tôn trên thượng giới truyền ý chỉ, hứa cho thế giới Kính Hồ chúng ta một xuất phi thăng. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp là có thể phi thăng thành tiên. Hứa Ứng lập tức hiểu được, sau trận chiến giữa Côn Lôn và cổ địa Minh Hải, Lôi Đình Đô Ti và Vạn Thần Lôi Ti dưới trướng Lôi Bộ Thiên Tôn đã bị diệt sạch, vì vậy trên tiên giới trống rất nhiều vị trí. Trên danh nghĩa Lôi Bộ Thiên Tôn vẫn trưởng quản thế giới thiên đạo, vì vậy mượn cơ hội đề bạt một số luyện khí sĩ hạ giới thành tiên, bổ sung vào Lôi Bộ. Y thầm buồn bực, trên tiên giới rõ lắm tiên nhân, vì sao Lôi Bộ Thiên Tôn không chọn cách đề bạt những tiên nhân khác vào Lôi Bộ mà lại chọn tiên nhân từ chư thiên vạn giới. Lúc này giọng nói của Ninh Thanh công tử lại vang lên, trên tiên giới mỗi củ cải là một cái hố. Củ cải lúc trước còn chưa rút ra thế thì người sau có mạnh đến đâu đi nữa cũng đừng hòng chui vào hố. Lôi Bộ Thiên Tôn đề bạt tiên nhân khác tới Lôi Bộ, lại gọi luyện khí sĩ chư thiên vạn giới phi thăng thành tiên, như vậy cả hai nhóm ngươi giết đều nhớ ơn hắn, là môn sinh của hắn. Như vậy hắn sẽ có gấp đôi số củ cải. Hắn đã tỉnh lại từ chuyện tiên giới và hạ giới là một thể, khôi phục phong thái khi xưa. Hứa Ứng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, Vạn Thần Lôi Ti và Lôi Đình Đô Ti bị đánh tới chết sạch, hai vị tiên vương cũng mất mạng dưới hạ giới, đây là chuyện xấu đối với Lôi Bộ Thiên Tôn. Nhưng hắn làm vậy ngược lại biến chuyện xấu thành chuyện tốt, không chỉ bổ sung được nhân mã cho hai ti này, hơn nữa còn khiến nhân thủ bên mình gia tăng, vẹn cả đôi đường. Các bạn vừa nghe xong tập 105 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.